Đây lại là một loại bánh mới ở đường phố Sài Gòn, vỉa hè Sài Gòn. Cho nước mắm vào. Cái bánh này ở đây gọi là bánh lọc, bánh bột lọc. Nhưng mà ở miền Bắc, cái bánh này người ta thường dùng để làm, người ta thường gọi là bánh bèo. Bởi vậy cho nên bánh bèo miền Bắc nó khác hẳn với bánh bèo ở đây. Ở đây bánh lọc thì ở miền Bắc gọi là bánh bèo. Đây là nhân tôm. Còn bánh này là gọi là bánh nậm. Tại sao gọi là bánh nậm thì không biết. Ăn vào thì thấy cái bánh nậm này giống như bánh gói ở miền Bắc. Mùi vị y chang bánh gói ở miền Bắc luôn. Nhưng bánh gói thì nó to hơn. Bánh nậm này y chang bánh gói. Giò, cái này gọi là giò, có nơi thì gọi là chả lụa. Hôm bữa mình đi ăn vào gọi bún giò ấy, mình cứ nghĩ mình đinh ninh là mình đang gọi cái này, nhưng mà cuối cùng người ta lại đưa ra một cái giò lợn, giò heo ấy. Bữa có cái vụ dẹp vỉa hè ở quận 1 thì mình nghĩ là hàng triệu người ở Sài Gòn và hàng triệu người ở Hà Nội đang sống nhờ các vỉa hè. Buổi sáng nếu không ăn sáng ở vỉa hè thì ăn ở đâu? Hầu hết là vào vỉa hè hết. Dẹp vỉa hè thì phải nghĩ đến việc tạo công ăn việc làm cho người dân. Hàng triệu người có mức thu nhập thấp, đang sống nhờ các vỉa hè. Mình không nói là những người bán hàng rong, mà kể cả những người mà nhân viên văn phòng hay là công chức, người ta vẫn thường xuyên đi ra vỉa hè ăn uống nhậu nhẹt.